Rồi, mến chào tất cả các chị và các bạn. Hiện tại thì Tiên đang có mặt ở số 61, 63 Hai Bà Trưng. Hôm nay thì Tiên sẽ đưa mọi người đi thưởng thức cái món buffet chay nha mọi người ơi. Đây, chúng ta sẽ vào bên trong nhá. Buffet chay nhá mọi người. Đây. Đây này, đi ăn với bà xã với lại bạn Nhật này. Rồi. Đây mình lên lầu 8 nhá. Cái nhà hàng buffet chay nó có nội nó nằm ở lầu 8, khách sạn Bông Sen. Đây, ăn có cái bạn này. Đây mấy anh em mà đang ở trong thang máy đây. Dạ. Yeah. Rồi mọi người ơi, hiện tại thì Kiên đang có ở trong cái sảnh chính của nhà hàng Cỏ Nội, một trong những nhà hàng buffet chay mà nó nổi tiếng ở Sài Gòn nhá. Đây cũng là một cái sảnh này, là cái sảnh đồ này, là đồ khai vị nhá. Thì hôm bữa thì Kinh đã chia sẻ với mọi người rồi, khai vị ở đây thì có các cái món như là bánh rút, rồi bánh bèo, bánh nhân trần, rồi gỏi rong muống, gỏi đu đủ, tương ớt, quên nhầm là tương ớt là sốt nhá. Đây có món salad đây, salad nhá. Bánh bắp, chả giò, bánh bao chiên, rau luộc nhé. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi. Đây, giờ chúng ta Tiên sẽ đi chọn món nhé mọi người. Đây có cơm này, cơm chiên. Này là cà ri kiểu Thái nha. Đây là món bò la ru. Bò la ru mà bò chay á mọi người. La ru rau củ nhá. Tưởng là bò mà không phải. Tưởng là cái này là món le ghim kho tứ quý. Đây là món đậu hũ sốt tứ xuyên. Đây rau củ xào nhá. Đây là món mì xào. Ngoài ra thì ở đây còn có lẩu, mì nước này, bún cà nấm bách khoa này. Cái này là bắp luộc, bắp hấp này. Này là xôi tam giác, xôi tam sắc. Này là xôi nếp than. Đây bên này có cháo thiện tâm. Đây là súp lục niệm. Đây là món canh rau củ. Đây ngoài ra thì mình có các món tráng miệng như là món bánh ngọt, trái cây, chè. Bên này có mứt thơm, bơ. Thôi mọi người, giờ Kiên sẽ thưởng thức nhé. Kiên vừa lấy được một số cái món khai vị. Là món bắp Mỹ này, đậu bắp này. Rồi đây là món rau luộc này, salad này. Rồi kính mời cả nhà nhé. Đấy, lấy đồ ăn đi. Rồi để kính cắm cái mic ấy. Ok. Rồi mời tất cả quý vị nhé. Quán chay ở trong này là mở cửa từ 11 giờ mà tới 2 giờ chiều nhé, 14 giờ nhé. Rồi kính mời cả nhà. Ngon quá. Để có nước mắm này.
Đậu bắp rất là non, ăn dẻo dẻo thơm thơm. Cái này là salad rau củ nhé. Này là cà rốt, đây là buổi trưa hướng dẫn bà xã và một người bạn qua đây ăn nhé. Hôm nay ăn chay cho nó thanh tịnh. Này là bánh bắp Mỹ nha mọi người. Bánh bắp Mỹ ăn rất là ngon. Bà xã ngồi bên này nha. Ngon không? Ngon. Nói đi. Ngon. Tự nhiên nha. Rất là ngon. Ngày mình đi cũng hơi trễ rồi nên đồ ăn cũng bớt bớt. Nhìn thường nếu mà đi 11 giờ á thì nó sẽ còn rất là nhiều đồ ăn. Hôm nay mình đi là lúc 1 giờ nên là cũng là tầm giờ chiều rồi. Nên là cũng vơi vơi đồ ăn rồi mọi người. Giờ là mình ăn chiều quá. Ừ, ăn chiều quá. Đói bụng quá ha. Đói bụng ăn nhiều ngon lắm. Đây thì kinh thấy có không gian bên trong, không gian bên ngoài kia kìa. Ngồi buổi tối ngồi bên ngoài rất là mát. Ngồi ngoài trong mát. Buổi tối ngồi mát. Cái đó ăn về đêm đúng không anh? Về đêm. Về đêm. Đó. Ngon quá bà xã. Bà xã ngồi đây đúng không? Để cái đồ sang bên này đi vậy. Đồ. Đấy nè. Rồi giờ chúng ta sẽ đi lấy các cái món chính nha mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, giờ Kinh sẽ lấy món chính nhé. Món chính ở đây thì rất là nhiều món. Giờ Kinh ăn món đầu tiên là Kinh muốn ăn món súp lục niệm nhé. Một tay quay một tay ra múc cho mọi người nên là nó sẽ hơi khó xíu. Wow, hấp dẫn quá. Trong này được nhìn thấy là có nấm, rất là nhiều nấm. Nấm rồi có cà rốt. Nấm, cà rốt rồi có bắp. Có các loại là rau, gọi là rau củ quả trong này. Đầy đủ nhá, bắp rồi có đậu hũ rất là nhiều. À, món này là món gì đây? Canh rau củ. Thơm quá. Đây là chảo nhé. Ngon không em? Ngon.
Có món này lạ nè. Món gì? Bắp. Bắp này là bắp chiên phải không? Bắp Mỹ. Bắp Mỹ chiên với bột á. Bắp Mỹ á. Món là món bắp bắp Mỹ chiên bột. Ngon lắm, món đó ngon lắm. Chuyên gia ẩm thực. Chuyên gia ẩm thực. Rồi giờ mình sẽ thưởng thức cái món là súp lục nghệ. Thôi mời cả nhà nhá, nhìn rất là hấp dẫn. Ngon quá. Súp chay mà cứ ngon như súp thật đấy. Ăn chay không có gọi là nó tốt cho sức khỏe ha. Em cũng lần đầu tới đây á. Nhưng mà ăn thấy cũng thú vị. Vừa miệng. Giờ rất là nhiều món. Đúng rồi, chưa. Ăn món khai vị chứ không. Đúng rồi, đặc biệt là tháng 7 sắp tới. À, đây là một trong những cái không gian mà mình có thể chọn những cái món chay ăn nó khá là hấp dẫn, hợp với lại túi tiền của mình. Có 199.000 thôi buổi trưa, còn buổi tối là 249.000. Nói chung là giá đó thì giá cũng ok. Nói chung là cũng là mình. Quan trọng là ăn mà phải vui. Ăn phải vui. Ăn mà phải vui. Đặc biệt là nó hơn 50 món ăn luôn. Dạ, hơn 50 món chay luôn. Nếu mà có dịp á, mọi người dẫn nhau tới đây ăn nữa nó biết trải nghiệm đúng không? Đúng rồi. Súp ngon quá, đi nào ăn thử món này nhá. Em ăn giống anh ăn giống em Nga là ăn rau nhiều. Này Kiên chọn được một số món như là cơm này, là món đậu hũ sốt này, bắp hấp. Đấy. Rồi mời cả nhà nhé. Đầu tiên mình ăn những bắp trước đi, cầm cho nó dễ. Ngon, bắp thơm. Anh không nêu cảm nhận có khác gì với bắp mẹ nấu ở nhà không anh? Bắp này nó ngọt như bắp mẹ nấu. Ngọt như bắp mẹ nấu. Ngọt như bắp ở nhà mẹ nấu mà. Đại khái thì lấy mấy món ăn. Ngày mới khai vị thôi. Nhưng mà bố sẽ khai vị mãi mãi. Khai vị mãi mãi. Ăn giảm cân. Chứ không có giảm thiện được không? Khai vị mãi mãi là ăn khai vị bây giờ tới chiều luôn á. Mình phải đi thưởng thức nhiều món mới hấp dẫn được. Cảm nhận được hết rồi. Nó mắm một chút xíu. Thơm ngon á. Nhưng mà quán khá là yên tĩnh á. Yên tĩnh, không gian yên tĩnh. Thâm cúng à. Đi gia đình hợp lý. Đúng rồi. Này mà đi gia đình có nhiều không gian mà. Nhà chỗ gia đình có. Nước sốt ở đây đậm đà lắm nha. Sốt hả? Cần như những người ăn chay thừa. Ngày nào cũng ăn. Trẻ em có tính không? Trẻ em mà dưới 1m2 á thì sẽ không tính tiền. Trên 1m2 là tính. Mét 2 hay mét 4 à? Mét 2 à? Mét 2.
Trẻ em mà buổi ban ngày là 70 ngàn. Tối là 80 ngàn. Nhưng mà vậy tính ra gia đình ăn hợp lý hả? Ừ, ngon. Cái món đậu hũ non chốt nè. Nấm này ngon lắm. Để em đi kiếm món chính này. Ừ. Tuyệt vời. Em ăn buffet là anh biết em thích ăn món gì chứ con? Gì? Yeah. Chè. Mấy món đồ cùng quá. Món rồi. Trắng miệng đúng không? Đúng rồi, trắng miệng. Chè. Quý vị ơi, Kiên lấy được cái chén canh rau củ nhá. Nhìn rất hấp dẫn nhá. Đây, giờ mình sẽ thưởng thức này. Wow, nước nó ngọt không quý vị ơi? Nó thơm mùi rau củ trộn lẫn nước dùng được hầm từ xương ngọt. Cái giống như bột á, bắp và nhiều bột sò chiên lên. Ngon quá quý vị. Mời cả nhà ăn súp. Wow, ngon quá em ơi, súp ngon lắm. Em thử review súp. Hôm bữa nay lần đầu thấy súp này, nãy kêu là súp gì ta? Thứ lục liên này không ạ? Canh ngon quá. Súp cay. Ăn mà nó nóng mà nó. Nãy ăn xong thì mình sẽ đi ăn món tráng miệng. Ở đây có rất là nhiều trái cây, thạch. Rồi chè. Đấy. Rất là đa dạng món. Ừ, bánh ngọt. Rất là nhiều sự lựa chọn đúng không? Đúng rồi. Nếu mà đến ăn buffet chắc phải buổi sáng phải nhịn ăn. Đến đây em ăn nhiều món, rất là nhiều. Nãy giờ em vô 30 phút mà em chưa định hình hết tất cả các món. Ừ, nhiều món lắm, 50 món mà. 50 món hả? Đây là 50 món, tổng là 50 món. Vậy như là chắc là anh Kiên là phải một ngày vô ăn 10 món xong rồi phải ăn 5 ngày. Đúng rồi, mới hết được cả món. Ngon quá. Đây còn đầy con nấm nè. Ăn đói quá, ăn ngon lắm. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.